Good morning everybody. Ngày nay nhóm đáy nơi khang nhóm lấy cái đáy nè. Bà mang ngày muốn được chia lời nhóm chanh mà sao cho chi nhóm tích cái lô. Cái lô bà nè. Bà nhám nè, chi nè, vị đọc vị trú crop tới vị đọc hết bông ổn nè. Nhóm chả ra chả cây clean up chết áo hỏi bàn tay là bè lỡ vị đọc mà tiệt. Rau cái đau lời đó cái đau tiệt đấy bông bồn ơi, it's time to hot right now. Này mà rau chi nó sao chết almost over and then they start so nice. Thì bạn sạc cây lemon grass mint. Đồng ôn này mưa lò sẽ lành trên cái này nè. I love this mint. It grows so nice. Chi khẳng này. Nên đây ta cuốn bằng bông bông này tự cuốn đấy này lược nhầm lược màu bìa cái lành xê nhỏ lấy nó có miên đây nè chết ở đâu ca ấy. All the season almost over and then everything start to grow fast non stop here, even my plant too here. That's awesome. Over there, a strawberry, bông ổn strawberry, bàn mò garden đây nọ. Hay thằng này, nỉ phong cái chắp đam clean up á bông ổn. Chơi ra clean up á, lâu việc đọc crop, bị đọc lòng pin nằng. Nỉ, mình chi nên còn đâu? Nỉ đọc lòng pin. Mình đã chọc đó nè. Nơi nó đó tiệt đó bông ổn. Nơi đã sạch tức bông ổn nè. Anh ấy kiwi lâu à. Kiwi lâu à. Nơi hay tất ra mà tùm mà nọ. Like everything start to grow back. Mơ ni. Oh look a porcelain bong bon ni porcelain. Đong bọt tiệt hay. Cđau ơ với cđau đó vi chấp đong đong sạch ạ. Ôi ngày nay ngày sáng đó bông phổn. Nó còn không ai nhờ. Ở tờ riêng. Hay lời đi mơ nhóm riết trong xâm át áo hỏi là bê lỡ vì màu tìa đấy vì đọc và lại và lọc màu tràn tiệt à lọc thử tự chạy vào màn ngay nữa giờ lọc thử trong cháy ngọt ok. Chúng liệp lia bông bông, ok, goodbye, see you next time.